vài cây vàng và cũng là vài trăm triệu đồng cho một cái đồ khui rượu vàng bằng vàng nguyên khối, nguyên cục vàng mà có gắn kèm với là hai viên kim cương. Chị Lan đã chế tác ra đồ khui rượu vàng hình dạng cá mập. Đây là cái lõi để mà mình vặn xoáy vào trên nắp bằng trong chai rượu vàng. Mình xoáy vào và mình tì vào thành miệng chai để mình nâng lên, nắt ra cái nắp bằng đó để chúng ta sử dụng rượu vàng. Và cái đuôi này để chúng ta cắt cái tem trên chai rượu. Cơ chế lại trên cái vai này, tay ngay cái vai cá này. Khi mình đẩy cái vai cá này lên thì cái lưỡi gà trong đẩy cái phần ruột cá này ra để mà mình vặn nắp chai. Và cái điều đẹp ở cái đồ khui này nữa là ngay phần thân cá mập này Kỳ Lăng bọc da cá mập thật. Da cá này Kỳ Lăng nhập tại nhà máy thuộc danh nổi tiếng và chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những công ty thời trang đồ da xa xỉ hiện nay trên toàn thế giới. Wow, vàng nguyên khối với công nghệ nén vàng không bọt, không xốp và vàng hồng ruôn ánh sáng ấm nhờ vào đây là hội ngoại để xử lý để tạo ra những sản phẩm cao cấp luxury. Đây là một cái sản phẩm đặc trưng mà Kỳ Lăng đã thực hiện chế tác hoàn thiện một cách tinh tế tỉ mỉ hoàn hảo nhất để bàn giao đến khách hàng và khách hàng sử dụng trong những bữa tiệc quan trọng với những khách hàng và những bữa giới thiệu thương hiệu rượu. Và ngoài sử dụng thì chắc chắn còn là trưng bày ở nơi giá trị để phù hợp với cái đồ khui này.